Mẹ đơn thân, tác giả Du Phong Vân, tập 5. Lúc Tâm tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rất nồng nặc. Sờ sờ lên trán, đầu cô quấn một lớp băng trắng, trên đó còn có chấm đỏ có máu động lại. Toàn thân ê ẩm khiến cho cô không thể nào nhúc nhích được. Nâng người ngồi dậy, cô nhớ lại khi trưa. Lúc Khanh đưa cô đến bệnh viện, cô đã vì kiệt sức quá mà ngất đi. Bên ngoài có tiếng bước chân, Khanh từ ngoài bước vào. Trên tay của anh là hộp cháo còn nóng. Thấy cô đã tỉnh, anh vội đi đến ôm lấy cô, đỡ cô ngồi sát lên đầu giường. Em tỉnh lâu chưa? Có thấy đói bụng không? Có. Khanh nhẹ nhàng, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô. Lại sợ cô khát nước nên chuẩn bị ly nước ấm. Vừa đút cho cô, anh vừa ôn nhu. Em nghỉ mấy ngày là được về, vết thương cũng không có quá nặng. Nhưng anh không có yên tâm nên yêu cầu ở lại theo dõi thêm. Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Để anh nói với bác sĩ kiểm tra lại cho em. Anh, con đâu rồi anh? Khanh cười cười, anh dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Về bà nội rồi, mẹ anh biết em bị thương nên kêu Kitty về nhà bà coi. Em yên tâm đi, con bé ở với mẹ anh tốt lắm, không có ai làm phiền con bé được đâu. Nghe Khanh nói, cô mới yên tâm đôi chút. Mặc dù cô và bà Lan không có ưa nhau, nhưng Kitty là cháu nội của bà, mà bà cũng yêu thương con bé vô cùng. Ăn uống xong xuôi, Khanh gọi bác sĩ lên kiểm tra cho cô một lần nữa. Xác định không có gì nguy hiểm, anh mới yên tâm để cho cô ngủ. Về việc của Tâm ngày hôm qua, bên phía chị Thi đã tra ra được đầu đuôi là do Quỳnh dàn xếp, nhưng cô ta không nói mục đích, cũng chỉ muốn cho Tâm nghỉ việc chứ không nghĩ Thắm sẽ đánh Tâm tàn ác đến vậy. Khanh cũng không báo lên công an, chỉ yêu cầu Thắm và Quỳnh đến xin lỗi Tâm. Sau đó anh cũng nói bên chị Thi cho Tâm nghỉ việc. Từ anh sẽ mở tiệm nail riêng cho cô làm, không cần cô phải đi làm thuê cho người ta. Anh nhìn Tâm đang nhắm mắt ngủ yên trên giường. Trong lòng của anh cảm thấy buồn. Cái gì anh cũng có thể lo được chu toàn, chỉ riêng việc bảo vệ cô là anh lại không có thể làm được. Nhìn cô đau đớn bị người ta đánh đập hành hạ hết lần này đến lần khác, làm cho anh cảm giác bản thân của mình thật là vô lực. Anh chỉ nói yêu cô chứ chưa thể hiện được cái lời hứa sẽ bảo vệ cho cô bình an cả một đời. Hốc mắt đỏ ửng, tay anh siết thật chặt. Nếu đến việc bảo vệ cô thật tốt mà anh cũng không làm được, thì đừng nói gì đến chuyện bước ra ngoài dùng dãy biển khơi. Tâm nằm viện được một tuần thì mẹ Khanh đến thăm. Lần này bà không đi cùng Nhi, chỉ đến một mình. Thấy bà bước vào trong cửa, Hương đang ngồi gọt trái cây cho Tâm cũng hết hồn. Dì ngồi đi. Bà Lan hừ nhẹ, trực tiếp kéo cái ghế ngồi xuống. Bà quay sang Tâm nhìn, rồi lại nói với Hương đang đứng bên cạnh. Cô ra ngoài một chút cho tôi nói chuyện riêng với Tâm được không? Hương ái ngại nhìn Tâm, chỉ thấy Tâm gật đầu đồng ý. Đợi Hương đi ra bên ngoài, Tâm mới hỏi. Dì đến có việc gì không? Kitty có ngoan không dì? Bà Lan nhìn cô ánh mắt thâm sâu khó dò. Cô đã khỏe chưa? Tâm có chút giật mình, không nghĩ bà sẽ hỏi thăm đến sức khỏe của mình. Dạ con khỏe, mai là có thể xuất viện được rồi dì, mai con đến đón Kitty về. Bà Lan liếc nhìn Tâm mấy cái, mới trực tiếp vào vấn đề chính. Mai cô dọn về nhà luôn đi. Là nhà tôi đang ở hiện bây giờ đó. Tôi thương cháu nội nên cũng không muốn khó dễ gì cô. Cứ về ở chung được hay không tính tiếp. Chứ tôi cũng không có phải chấp nhận cô làm dâu nhà tôi đâu, nên đừng có mừng vội. Lần này Tâm sững sờ thật sự. Cô còn nhớ bà Lan nói chắc nịch sẽ không đồng ý cho cô về nhà bà làm dâu. Thà nhận cháu chứ không có nhận con. Vậy hôm nay bà đến đây nói mấy lời này là có ý gì? Vì... nếu con không có muốn về thì sao? Bà Lan có chút không vui. Không muốn về à? Cô không có quyền nói con muốn về. Nếu yêu con trai tôi thật lòng thì cô phải biết suy nghĩ cho nó. Nó yêu cô, sợ tôi làm khó dễ cho cô
nên mới để cô sống bên ngoài. Người làm mẹ như tôi chỉ là thương con, thương cháu nên dung túng cho cô thôi. Chứ muốn bắt con trai tôi về thì tôi thiếu gì cách. Cô đừng có quên, người sinh ra Khanh là tôi chứ không phải cô. Yêu cô thì yêu, chứ sống chết của mẹ nó không lẽ nó không có màng tới. Bất giác Tâm phát hiện bà Lan cũng không có đơn giản như bên ngoài. Bà Lan nói đúng, dù Khanh có yêu cô cỡ nào đi chăng nữa, thì với sức ép của bà Lan, cái tình cảm đó dần dần cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng. Không có đàn ông nào thích mẹ và vợ mình nước sông không phạm nước giếng với nhau cả. Chưa nói đến Khanh là mẫu đàn ông rất thương mẹ. Cô thật sự không có quyền lựa chọn. Nếu yêu Khanh, cô trước sau gì cũng phải bước chân về nhà anh làm dâu. Giúp anh chăm sóc cho Kitty và mẹ anh. Nhưng mà bà Lan lần này đến đây nói mấy lời này với cô thật ra là có ý gì? Vậy còn Nhi thì sao? Cô ấy vẫn sống cùng với con và Khanh hả? Bà Lan như mở mang tầm mắt về cái độ thông minh của Tâm. Thật sự bà đến đây hôm nay là muốn uy hiếp Tâm. Bà thương con trai, thương cháu nội, nhưng con dâu bà nhắm là Nhi chứ không phải Tâm. Vậy cho nên lần này bà muốn Tâm về làm dâu là để Tâm thấy khó mà rút lui. Còn về Kitty, Tâm không ở bên Kitty một thời gian con bé cũng sẽ quên. Đến khi đó, Nhi đứng ra làm mẹ con bé, cưới Khanh làm dâu bà, không phải tốt sao? Thay vì chống đối để con trai bà ghét bà, thì cứ thuận theo ý nó, nhưng lại ép bên phía Tâm khiến Tâm không có chịu được mà bỏ cuộc. Vì vậy thì bà với con trai bà mới lại hòa hợp lại không có mang tiếng chèn ép con dâu. Kế này bà nghĩ ra tương đối hoàn hảo, nhưng bà lại quên cái tính, cái độ lì của Tâm và độ sủng ái của con trai bà dành cho con dâu. Nhi từ hồi đó tới giờ sống với tôi. Nói thật tôi muốn Nhi làm vợ thằng Khanh. Nhưng ý thằng Khanh không có muốn thì thôi đi. Nhưng mà tôi thương nó nên nó sẽ sống ở nhà tôi. Tôi nhận nó làm con gái nuôi. Cô nhập gia tùy tục, đến nhà tôi làm dâu phải nghe theo tôi. Coi con Nhi như là em chồng của mình. Có bao nhiêu đó mà cô làm không được nữa thì nói gì đến việc làm hậu phương cho thằng Khanh ra ngoài làm ăn. Tâm suy nghĩ ngay trong đầu. Lần này nếu cô từ chối, bà Lan sẽ nói rằng cô đổng đảnh không muốn về làm dâu. Mà về thật thì xem ra phải chịu nghe lời bà, cộng thêm giặt bên Ngô, suốt ngày tâm tịa chồng cô. Nhưng nếu mà không có về, thì khiến Khanh rất khó xử, mà cô lại không có vui vẻ gì. Thôi thì cứ về. Cô sống 5 năm bên ngoài, loại người gì cũng gặp qua. Có đánh nhau, có mắng nhau, có luôn đấu khẩu. Không lẽ bây giờ lại sợ một giặt bên Ngô, hữu danh vô thực chứ. Với một phần cô không nghĩ cho cô cũng nên nghĩ cho cha con Kitty. Dù gì tình yêu thương trong một nhà vẫn là quý giá nhất. Trước kia cô không có được. Cô thật sự không muốn con gái của cô cũng không có được yêu thương. Cô nhìn bà Lan nói với giọng chắc nịch. Dạ, mai con sẽ sắp xếp dọn về. Cảm ơn dì. Cảm ơn mẹ. Bà Lan hừ hừ mấy tiếng. Sau đó đứng lên đi về cũng không quên kêu cô nói chuyện qua với Khanh một tiếng. Đến khi bà xuống đến cổng bệnh viện, Nhi mới từ trong xe chạy đến ôm tay bà. Mẹ, cô ta có chịu không? Bà Lan gật đầu. Chịu chứ, sao mà nó dám không chịu? Nhưng mà mẹ nói trước, cái gì cũng từ từ. Tâm nó không có hiền đâu, con mà bợp chợp quá là hư hết. Nhi mừng như điên, cô hôn lên má bà Lan hứa chắc nịch. Con biết rồi mà, con sẽ nghe mẹ. Chỉ mong con ca ve rẻ tiền kia mau mau buông anh Khanh ra là được rồi. Bà Lan nhíu mày, nhưng cũng không bắt bẻ lời của Nhi nói. Thật sự chỉ có bà là hiểu nhất vì sao lại quyết ngăn cản Tâm và Khanh đến cùng. Nhi nói ra cũng không có điểm nào tốt, lại quanh quang có phần dựa dẫm vào bà quá nhiều. Mà bà cũng coi như mắc nợ Nhi. Lúc Nhi đi theo bà cũng không thích. Nhưng khi nghe con bé nó kể về hoàn cảnh gia đình của mẹ cô là vợ nhỏ, ba có vợ lớn, lại không thương mẹ con Nhi, nên bà Lan đâm ra thương xót. Chưa kể Nhi nó thương Khanh thật lòng. Lúc Khanh đi bộ đội, Nhi cũng là người chạy ra chạy vào thăm anh. Ngày Khanh đi lập nghiệp xa, Nhi ở nhà chăm sóc bà Lan ốm đau bệnh tật. Tính ra Nhi như một thành viên trong gia đình của Khanh. Chỉ tiếc là Nhi chọn sai vị trí mà thôi. Thấy bà Lan đã về, Hương mới chạy nhanh vào xem. Nhìn trước nhìn sau thấy Tâm vẫn lành lặn, cô mới yên tâm thở phào ra một hơi.
Làm tao hú hồn à. Sợ bà với con mặt khỉ kia vào úp sọt mày nữa chứ. Tâm thấy bạn mình quan trọng quá vấn đề, cô phì cười. Mày bớt điên đi. Mẹ Khanh cũng biết suy nghĩ lắm đó. Đâu có ai điên đến nỗi vào bệnh viện đánh bệnh nhân đâu. Vậy bà giàu làm cái gì? Đừng có nói với tao mà thăm mày nha. Chắc tao tin được đó. Tâm lấy một miếng xoài cho vô miệng. Ừ, mày nói đúng. Bà không có thăm tao. Bà đến là kêu tao về làm dâu. Về làm dâu hả Tâm? Ừ, mai tao sẽ dọn về. Hương sờ sờ trán Tâm, cô rầu rĩ. Mày không có ấm đầu, không có nóng, mà sao mày ngu bất chợt vậy? Về đó sống cho bả nghiền mày ra thành bã hả? Đừng có nghĩ tao dễ xử vậy chứ mày. Nói thật ra tao cũng không có muốn đâu, nhưng mà sống riêng mãi cũng không có phải là cách. Bây giờ không có sao, nhưng chắc chị Khanh nó không có buồn, đúng không? Ừ, biết là vậy, nhưng thằng Khanh cũng đâu có muốn mày về đâu, chưa kể con quỷ nhi nó khó dễ mày nữa. Tâm cười nhạt, giọng cô nghiêm túc. Vì mày chưa có tính đến cái chuyện ăn đời ở kiếp nên mày không hiểu. Tao cũng không có muốn sống chung, nhưng dù muốn hay không cũng nên về đó một thời gian. Tao biết bà cái kiểu gì cũng không để cho tao sống yên ổn, nhưng mà tao cũng không có hiền đến mức để bà bắt nạt đâu. Cứ ở một thời gian, nếu Khanh xót vợ anh ấy sẽ ra riêng. Đến khi đó tao cũng dẹn đôi đường, vừa không để Khanh thấy có lỗi với mẹ, vừa hoàn thành nghĩa vụ làm dâu con. Hương lại lườm lườm Tâm, cô hỏi thật lòng. Nếu như thằng Khanh nó thương mẹ hơn thương mày, nghe mẹ hơn nghe mày, thì mày giải quyết như sao? Chấp nhận. Nếu mẹ Khanh đối xử không tốt với tao trong một thời gian dài mà Khanh vẫn để yên, tức là tụi tao không có duyên rồi. Tao đến lúc đó cũng không có ngại đi lần nữa. Mày biết tao mà, 5 năm không cần chồng, tao vẫn sống được. Chỉ là sự thật là nó xảy ra như vậy, thì tao sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm thôi. Hương gật đầu rầu rĩ. Tâm suy nghĩ rất thấu đáo, lại rất quả quyết. Có đôi khi Hương phải thầm khâm phục bạn của mình. Việc về nhà mẹ Khanh sống xem như đã được quyết định. Mặc dù lúc nói với Khanh, anh không đồng ý. Anh không có ý định để Tâm về đó ở. Nhưng một bên Tâm nói không sao, một bên bà Lan thúc giục. Khanh đành chấp nhận. Chỉ là lúc về đến trước cổng nhà anh nắm chặt tay Tâm, nói chắc nịch với cô rằng: Mẹ anh khó chịu lắm. Cái gì em không chịu được cứ nói với anh. Anh cũng không có muốn đưa em về đây ở. Anh không có khái niệm bắt vợ anh phải làm dâu đâu. Chỉ cần em sống bên cạnh anh, mãi mãi yêu anh là được rồi. Tâm cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô không biết tương lai như thế nào, nhưng bây giờ có được những câu nói này của anh đã là tốt lắm. Khanh dắt tay cô vào trong nhà. Căn nhà này là nhà cũ của Khanh. Cô còn nhớ lúc cô đến tìm Khanh, bà Lan cũng đứng ngoài cổng mà hỏi cô phá thai bao nhiêu tiền. Nghĩ lại bây giờ Kitty đã 5 tuổi, thời gian sao trôi nhanh quá. Khanh thấy cô đăm chiêu, anh cười hỏi: Suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì, nhớ lúc còn quen anh hồi cấp 3, mỗi lần đi ngang qua nhà anh em đều nhìn vào tìm kiếm. Nghĩ lại bây giờ đã 5 năm rồi, nhanh quá anh ha. Anh cũng hay nhìn vào nhà em vậy đó. Tâm lại không nói gì, cô chỉ cười cười cùng Khanh đi vào. Bà Lan và Nhi đã ngồi đợi sẵn. Khanh thấy Nhi thì không vui, chân mày hơi nhíu lại. Sao cô ta ở đây? Bà Lan cười hì hì trách yêu. Về chưa hỏi thăm mẹ đã khó chịu rồi. Hai đứa con ngồi xuống đi. Nhi dù sao cũng ở đây lâu rồi. Hai đứa cũng coi nó như là em trong nhà đi. Để nó đi mẹ thấy thương lắm. Còn nói coi Tâm. Tâm cười cười. Bà Lan hay thiệt, vậy mà đá vấn đề đến trên đầu của cô. Dạ, cô Nhi coi như người trong nhà mà. Bà Lan làm bộ nghiêm mặt nhìn Nhi, mặt mày không mấy vui vẻ. Nhi, con thấy chị Tâm thương con không? Chuyện hôm bữa xin lỗi chị đi con. Nhi có chút không muốn, nhưng dưới ánh mắt hình viên đạn của Khanh cùng với sự bắt ép của bà Lan, cô không thể không nói xin lỗi. Lại nhìn về phía Tâm, gật đầu xin lỗi rất khuôn phép. Em còn nhỏ, không có hiểu chuyện, chị Tâm bỏ qua cho em nghe. Ừ, còn nhỏ không hiểu chuyện, biết lỗi là tốt rồi. Nói ra câu này, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Nhi, trong lòng của Tâm cảm thấy hả hê. Cứ diễn đi, cô cùng diễn với hai người để xem ai diễn giỏi hơn ai. Khanh đứng dậy, anh kéo tay Tâm nói với bà Lan. Cho nó ở lại cũng được,
nhưng kêu nó đừng có gây chuyện nữa. Nếu không thì cứ dọn về nhà nó mà ở. Thôi, con với Tâm lên phòng. Tâm còn mệt, chiều vợ chồng con đi đón Kitty, mẹ cứ nghỉ ngơi không cần đón con bé đâu. Nói xong, Khanh kéo Tâm lên phòng ở tầng trên, bà Lan cũng không giữ lại. Gương mặt của bà lại biến quá. Xem ra Tâm cũng không phải dễ bắt nạt như bà nghĩ. Lại nhìn sang Nhi, nếu Nhi cũng khôn khéo một chút thì dễ cho bà rồi. Đằng này... Thôi, cứ đánh liên tục. Cái kiểu gì Tâm nó cũng nản mà bỏ đi thôi. Tâm dọn về nhà Khanh cũng đã được hơn một tháng. Tất cả đều bình thường, không có gì quá đáng. Bà Lan cũng đôi lúc làm khó Tâm. Chẳng hạn như chơi cơm không ngon, canh không ngọt, nhà không sạch. Tâm cũng không quá để ý. Cô không muốn vì mấy cái chuyện giặt nhỏ này mà gây nhau với bà Lan khiến Khanh khó xử. Nhưng mà đó là đối với bà Lan thôi. Còn đối với Nhi, cô không có nhịn bất cứ một cái gì. Buổi sáng Tâm dậy sớm. Khanh có ý muốn cô ngủ thêm nên kéo cô nằm xuống. Giọng anh ngái ngủ, tay lại đang làm loạn trên người cô. Ngủ thêm đi em, mới có 6 giờ mà. Tâm đánh vào tay của anh, cô lườm quýt. Em còn mua đồ ăn sáng cho mẹ với Kitty nữa. Khanh ôm chầm lấy cô, anh ấn cô nằm xuống, nửa thân trên để trần trong vô cùng nam tính. Ở yên đi, để anh hung cái đã. Tâm cũng không chống cự, cô cứ để anh hung. Hung chán chê lại cố ý mò mẫm xuống dưới. Thấy tay anh không có yên phận, cô nhíu mày đẩy anh ra. Mới sáng à, anh buông em ra đi. Khanh cười cười, thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô, anh lắc đầu. Được rồi, nhưng mà em sau này không có cần dậy sớm nữa đâu. Nhà có người giúp việc, em là bà chủ không cần phải cực khổ dậy sớm. Tâm ngồi bật dậy, cô mở tủ lấy quần áo, vừa lấy vừa nói giọng. Không được, về nhà anh thì nên đảm đang một chút. Anh biết là mẹ anh không có thích em mà. Không thích cũng được, về lại nhà cũ sống, em không cần vất vả như vậy đâu. Có cái gì cực khổ đâu, anh đừng có nghĩ nhiều như vậy. Trời còn sớm, anh ngủ thêm một chút nữa đi, một lát lại xuống ăn sáng. Nói xong, cô đi vào phòng tắm, để lại Khanh ngái ngủ, ngã nhòi ra giường. Thật sự, anh xót cho cô lắm. Anh biết bà Lan luôn làm khó cô, nhưng mà cô chưa tìm anh than thở một lần nào. Anh cũng không muốn cô phải vất vả mỗi ngày làm mấy cái việc giặt giảnh ở trong nhà. Nhưng mà anh cũng không thể ở nhà mãi để ngăn mẹ đối xử tệ với cô. Bản tính của Tâm lại rất cứng đầu. Anh nói nhưng cô không có chịu nghe. Cô không muốn về nhà cũ, cứ nhất định ở lại đây sống cùng mẹ anh, mặc cho bà cứ gây khó dễ cho cô hoài. Nhiều khi anh thật sự không hiểu được Tâm. Anh biết cô lo cho anh, sợ anh khó xử, nhưng mà anh chưa từng khó xử cái gì vì cô. Chỉ cần thấy cô khó chịu là bản thân anh cũng cảm thấy không có thoải mái. Tắm xong thì Tâm xuống nhà. Cô nhìn thấy bà Lan đang ngồi đọc báo. Thấy cô, bà hắng giọng. Dâu con gì ngủ đến giờ này à? Mẹ chồng dậy từ lâu ngồi đợi. Cô có biết làm dâu không vậy? Nếu không biết thì để người khác làm. Tâm không nói gì. Cô đến rửa cái bình trà, sau đó pha cho bà cái bình mới. Cô nhìn bà rồi hỏi. Sáng nay mẹ muốn ăn cái gì để con mua? Bà Lan húp một chút trà trong ly, bà nhạt giọng. Mua cái gì ăn cái đó. Vừa lúc đó Nhi từ trong phòng bước ra, thấy Nhi cô cũng hỏi. Nhi, cô có ăn cái gì không để tôi mua luôn? Nhi lướt mắt nhìn Tâm, cô đi đến chỗ của bà Lan, tay rót tách trà húp một cái liền khó chịu. Chị muốn giết mẹ tôi hả? Mà pha trà nóng bỏng lưỡi như vậy. Tâm cũng không thấy sợ. Cô nhìn lại Nhi, lại chỉ sang ly trà bà Lan ở bên cạnh, nhàn nhạt nói. Trà pha cho mẹ uống, chứ cô muốn uống nguội thì xuống tự pha đi. Mẹ uống được mà cô lại nói hại mẹ. Cô đổ oan cho chị như vậy là không có được đâu. Nhi vẫn cố cãi, nhưng lại bị bà Lan chặn miệng. Không uống quen thì con đừng có uống. Nói rồi bà quay sang Tâm. Cô đi mua đồ ăn sáng đi. Không một lát nữa cha con thằng Khanh nói vậy, không có đồ ăn sáng thì không có được đâu. Tâm gật đầu. Cô đi ra đến cửa, vẫn hỏi lại Nhi một lần nữa. Cô Nhi, muốn ăn cái gì để tôi mua giúp? Nhi vẫn không muốn trả lời. Cô nàng đang coi điện thoại với bà Lan. Chị nói nhiều thiệt đó. Muốn mua gì thì mua đi. Tâm cũng không thèm hỏi nữa.
Đáng lý cô không có nghĩa vụ phải phục vụ cho Nhi, nhưng nghĩ lại mua giúp cô ta cũng không có mất mát cái gì, nên cô cũng không có để bụng. Đã vậy, không tôn trọng cô cũng không thèm để cô ta trong mắt. Tâm đi tầm 20 phút thì về. Cô mua đồ ăn sáng, cô mua lương thức ăn cho cả ngày. Tiền đi chợ là Khanh đưa. Đáng lý dì Sáu sẽ đi, nhưng dì cô cũng đang mua đồ ăn sáng nên mua giúp, cũng đỡ cho dì cháu phải đi chuyến nữa. Sáng hôm nay cô mua phở, đi ngang tiệm phở thấy khá đông, cũng đang lúc thèm phở, nên sẵn tiện cô mua luôn cho cả nhà. Vừa dọn chén đũa, hâm lại nước phở thì dì Sáu tới. Thấy cô, bà chào hỏi. Cô Tâm mua phở sao? Thơm quá trời à. Tâm cười cười. Cô nói. Con có mua phần gì đó, một lát nữa dì ăn nghe. Bà Sáu gật đầu, trong lòng lại rất thích vợ của cậu chủ. Chứ cái cô Nhi bà coi không có được chút nào. Dì Sáu đổ nước phở vào tô giúp con nghe. Con lên coi Kitty xong chưa rồi con xuống. Tâm vừa mới lên phòng đã thấy Khanh đang thắt bím tóc cho Kitty. Thấy cô vào, anh cười cười. Em mua cái gì vậy? Tâm lấy quần áo bỏ vào ba lô cho Kitty, lại quay sang nhìn anh cười cười. Mua phở? Mà anh biết thắt bím cho con từ khi nào vậy? Khanh cũng vừa thắt xong, anh hung lên má con gái một cái, lại dắt tay con bé đi xuống nhà. Học ở trên mạng, tính ra anh cũng có năng khiếu lắm đó chứ. Kitty à, đúng không con? Kitty cười tít mắt, lại giơ ngón cái lên như kiểu cha là số một, khiến cho Khanh bát ruột trong lòng, cười ngoác miệng đến mang tai. Tâm cũng không thèm nói đến cha con. Đụng đến thì con khen cha, rồi lại cha khen con, loạn hết cả lên. Soạn quần áo sửa bánh cho Kitty đi học xong, cô đi xuống nhà, vừa xuống đến phòng bếp đã nghe giọng của Nhi loạn lên. Cô vô thức đi nhanh một chút, chỉ sợ Nhi điên loạn gì đó ảnh hưởng đến Kitty con gái của cô. Mẹ, rõ ràng biết con không có thích ăn phở mà, con bị dị ứng với thịt trâu nên không có ăn ba cái phở này được. Ăn vô là nổi mẩn đỏ hết cả người luôn đó mẹ. Anh Khanh, anh coi chị Tâm nè. Vừa nói, Nhi vừa ôm lấy tay của Khanh. Cùng lúc đó thấy Tâm đi xuống, cô ta càng nũng nịu rưng rưng nước mắt. Chị Tâm, em biết chị không có thích em, nhưng mà chị cũng đừng có hại em chứ, chị biết là em không ăn phở mà. Tâm nhìn Khanh, thấy mặt anh khó chịu, cô không biết là khó chịu vì cái gì, nhưng vẫn nói. Chị không có biết cô không có ăn được thịt bò, hôm qua hôm kia chị mua bò tơ về nấu lẩu cô cũng ăn hết mà. Nhi lại giải quan. Trời ơi, thịt bò ăn được nhưng mà tôi bị dị ứng thịt trâu. Chị mua phở ngoài tiệm ai biết trâu hay bò chứ? Bà Lan cũng châm chọc. Tâm, con có không thích em nó thì cũng được đi. Nhưng mà làm vậy tội nghiệp em nó. Rồi sáng em nó ăn cái gì? Tâm càng nghĩ càng thấy mắc cười. Cô ta là thanh niên khỏe mạnh chứ có tàn tật đâu mà đi mua đồ ăn không nổi. Lại còn giả chuyện thịt trâu thịt bò chèn ép cô nữa. Mấy cái trò tào lao này mà cô ta cũng nghĩ được, thiệt là bái phục. Anh Khanh à, nếu chị Tâm không có thích em ở đây nữa thì để em đi, chứ đối xử với em như vậy em chịu không có được, dù sao em cũng là con người mà. Nhi đang định khóc liền nghe tiếng Khanh bực dọc. Cô bị điên hả? Lớn đầu sao con tự đi mua ăn? Chị của cô đâu có nghĩa vụ phải dâng đồ ăn tận miệng cho cô, lại còn dè ép vợ ăn bị dị ứng nữa. Có cái gì mà cô không có hốc cho đầy bụng? Rảnh rỗi làm cái chuyện tào lao là giỏi à. Sau này tôi không muốn thấy vợ tôi đi mua bất cứ cái thứ gì cho cô nữa. Còn cô muốn ở thì ở. Ở không được thì đi đi. Nhi thẹn đến tái mặt. Bà Lan kế bên cũng không biết nên nói cái gì. Lần này Nhi gây chuyện không đúng, bà cũng không có bên được. Tâm lại càng không muốn nói cái gì. Cô hiện giờ chỉ có vui thôi, chứ không có cái gì khác ngoài vui vẻ. Nên cứ mặc kệ con Nhi. Cô ta ngu thì chịu. Làm ba cái trò mèo đó mà lại tưởng là hay ho lắm. Khanh bồng Kitty lên ngồi trên ghế, sau đó kéo tay Tâm cùng ngồi. Anh nhàn nhạt nói. Mẹ, ăn sáng đi. Nó không ăn được thì để nó tự đi mua. Bà Lan thở dài ngồi xuống. Nhi thì miếu máu khóc lóc đi lên phòng. Bà Lan ăn được một hai đũa cũng đứng dậy bỏ đi. Bà kêu là lên coi Nhi như thế nào. Khanh nhìn theo bà. Anh thở dài bực dọc. Nếu mẹ anh vẫn như vậy, anh nhất định sẽ đưa mẹ con Tâm đi. Ăn sáng xong, Khanh đưa Kitty đi học. Anh cũng đi làm. Trong nhà chỉ còn lại bốn người. Tâm,
mẹ con bà Lan với dì Sáu giúp việc. Sáng Nhi không có ăn sáng nên chờ Khanh đưa Kitty đi học, cô ta liền chở bà Lan đi ăn. Tâm cũng không thấy gì lạ, bình thường hai người vẫn dính nhau như vậy nên cô thấy rất là bình thường. Tâm ở nhà làm mấy việc giặt, sau đó cũng lên phòng xem tivi, lướt điện thoại. Vừa lúc mở cửa phòng xuống lấy nước, liền thấy Nhi đang đi đến. Gương mặt cô ta hùng hùng hổ hổ nói với cô: "Hồi sáng cô cố tình đúng không?" Tâm cười cười, cô gật đầu: "Cố tình cái gì? Nếu tôi nói có thì sao, mà nói không thì sao?" Nhi điên tiết, cô nắm lấy tay của Tâm: "Cô cũng ghê gớm lắm đó. Anh Khanh không khác nào rước cái con quỷ vào nhà. Con mẹ nó cái con ca ve rẻ tiền mày." Nhi dung tay lên liền bị Tâm chụp lấy. Ánh mắt của cô nhìn Nhi chầm chầm, giọng điệu giận dữ: "Cô không có cửa đánh tôi nữa đâu. Nhớ kỹ một chút. Cô bây giờ mới là người ăn nhờ ở đậu. Đừng có làm mấy cái chuyện nhảm nhí nữa." Con Nhi nó hoảng sợ. Cô ả lùi về sau, vừa nói vừa hậm hực bỏ đi: "Mày coi chừng mày đó con mất dạy. Cũng có ngày ta lột da mày ra à." Tâm cười nhạt, cô không nói gì cũng không thèm cãi lại. Nhi càng làm quá, Khanh lại càng chán ghét. Cô ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng đụng đến con cái cô là được rồi. Mấy ngày sau, Khanh báo có việc cần đi xa. Tối anh sẽ đi sớm, chắc tầm đến sáng ngày mốt mới về được. Khanh báo cho Tâm, cô cũng không lo lắng gì, liền xếp quần áo cho anh. Nghe nói lần này Khanh đi mở rộng thị trường làm ăn. Trước khi đi, Khanh vẫn do dự, anh nói với cô: "Đi cùng với anh không?" Tâm lắc đầu, cô cười cười: "Anh làm như em là con nít không bằng á, anh đi đi, có gì đâu mà rầu rĩ như vậy chứ." Khanh cũng cười, chắc có thể anh lo xa, chứ Tâm chắc sẽ không có chuyện gì. Tiễn Khanh đi rồi, Tâm mới lên phòng ngủ. Giờ hay cô mở cửa sổ, nhìn xuống lầu thì thấy Nhi về, cô ta ngồi trên xe ai đó. Người đàn ông kia với cô rất thân mật, còn hôn tạm biệt trước lúc về nữa chứ. Tâm thầm cười, nếu bà Lan biết chuyện này, không biết bà sẽ có phản ứng như thế nào. Nhi đi vào nhà, vẻ mặt rất đắc ý, không biết rằng Tâm ở trên đã nhìn thấy cả một màn hôn hít tạm biệt kia. Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Tâm dậy sớm mua đồ ăn sáng, sau đó đưa Kitty đi học. Lúc về đến nhà, cô thấy cửa nhà mở rộng, trong sân có hai xe hơi đang đậu. Từ trong nhà truyền ra tiếng cười nói rộn ràng. Thấy Nhi đi vô, có người không biết là ai liền hỏi: "Ai đây chị Lan? Người giúp việc mới hả?" Bà Lan cũng không có vội giải thích, chỉ cười cười không nói. Một người ngồi kế bên mới lên tiếng: "Cô kia, lấy giúp tôi mấy ly đá đi. À, có con chó cột ngoài kia, cô chở đi cho người ta làm đi, rồi về nấu mẻ ăn." Tâm hốt hoảng thật sự, cái gì mà chở con chó đi làm thịt, mấy người này hết cái để ăn rồi hay sao? Thấy cô vẫn đứng tòng ngồng, có bà khó chịu: "Ủa, cô, kêu cô sao cô không có đi làm, người ở gì mà chủ sai mặt trơ trơ như vậy?" Tâm nhìn hết nổi, cô nhìn một vòng, toàn là mấy bô lão tuổi cỡ của bà Lan, ai nấy đều ra vẻ rất lịch sự, mà lời nói lại không có lịch sự một chút nào. "Dì ơi, con là vợ anh Khanh, không phải người giúp việc." Bà dì kia thoáng giật mình, liền cười lấy lòng của bà Lan: "Ủa, sao thằng Khanh lấy vợ khi nào mà chị không có mời tụi tôi? Thôi, để tôi tự đi làm." Bà Lan ngăn bà kia lại kiểu quý khách: "Có cái gì đâu, mà để con Tâm nó đi cho." Lại quay sang Tâm, bà Lan nói lớn tiếng: "Tâm, cô không mau đem con chó đi làm thịt đi, còn đứng đó làm cái gì?" Tâm cũng không phải không nể mặt mẹ chồng, nhưng mà kêu cô đi làm thịt con chó còn sống sờ sờ, cô thực sự không có nỡ. "Mẹ à, mình ăn cái gì khác đi, con mưu cho cũng được, chứ con chó nó tội nghiệp lắm." Bà Lan được dịp hùng hổ: "Tội cái gì? Kêu cô đi làm thì cô đi làm đi, tội cái gì mà tội?" Mấy bà bạn thấy vậy cũng ái ngại, nhưng cũng không ai lên tiếng. Dâu con của bà Lan chứ không phải của mấy bà, nên không có xen vào. Nhi từ trong bếp bưng trái cây đi lên, thấy Tâm mặt mày cau có, cô cười cười nói điểu: "Vợ cưng của anh Khanh đó mẹ à, thôi để con đi cho, con quen mấy cái việc này rồi." Bà Lan lắc đầu cố ý không chịu.
Chân con hôm qua còn bị đau, đừng có đi lại nhiều, để con Tâm nó đi. Dâu con trong nhà xa một chút không được thì còn nói được cái gì nữa. Tâm nhìn nhìn, cô biết lần này bà Lan với Nhi cố tình cho cô bẻ mặt. Cô hiểu hết, nhưng mà kêu cô đi giết con chó, cô thật sự không có làm được. Cô yêu chó còn không hết, thì nói gì đến việc ăn thịt chó được. Nghĩ trong bụng, lần này mà không đem thịt chó làm rồi về, thì không ổn đâu. Dạ, để con đi, mấy dì ngồi chơi một chút xíu nghe. Tâm quay ra ngoài, cô tháo dây xích con chó lông màu trắng đang nằm phơi nắng. Tạm bỏ con chó vào cái túi bự, sau đó chở đi mất. Nhi ở đây đi lại gần bà Lan, có chút lo sợ. Mẹ, con chó này gửi nuôi ở bên nhà dì Phương, bây giờ lấy về kêu con Tâm đi làm thịt, lỡ anh Khanh biết rồi thì sao hả mẹ? Bà Lan cốc vào đầu Nhi một cái, bà nhỏ giọng. Còn lo cái gì? Thằng Khanh có hỏi bà Phương thì mẹ cũng dặn bà Phương trước rồi, không có sợ đâu mà lo. Nhi cũng tạm yên tâm. Cô cùng bà Lan vui vẻ lên nhà nói chuyện với mấy bà bạn. Nói gì con chó kia là con chó của Khanh. Có đợt anh gửi nuôi bên nhà bà Phương, bạn bà Lan, vì đợt đó cho qua phối giống. Khanh thương con chó này lắm. Lần này vì muốn gây hiểu lầm cho Khanh với Tâm mà bà Lan quyết định đổi mạng con chó. Thật sự lúc suy nghĩ ra bà cũng hơi đắn đo, nhưng khi nghĩ đến Khanh sẽ tức giận mà chửi Tâm thì bà lại khoái chí. Bà thật sự không thích Tâm. Điểm không thích nhất là cái thái độ dửng dưng của Tâm, cái mà bà không bao giờ có được. Cái cốt cách đó không khác gì người phụ nữ đáng ghét năm xưa. Tâm chạy dù đến nhà Hương, cô cột con chó vào trước nhà, cũng không quên mua cho nó một túi thức ăn với nước uống. Lại nhìn sơ qua con chó, cô vô thức không có nhịn được mà vuốt da. Con chó này giống là chó gì cô cũng không có rõ lắm. Lông màu trắng, nhìn không khác gì chó cỏ Việt Nam, lại được nuôi sạch sẽ và rất thơm. Thật lòng cô thật không có hiểu nổi con chó đáng yêu như vậy mà mấy người kia lại muốn ăn thịt. Lại càng không hiểu hơn khi bà Lan cũng không phản đối. Chó mặc dù cũng là thức ăn, nhưng hạn chế không ăn thịt lại rất tốt. Cớ sao người yêu mèo như bà Lan lại thích ăn thịt chó, cô cũng không thể hiểu được. Nghĩ không ra nữa, cô còn chạy ra chợ mua chỗ thịt chó khác để bù vào. Lúc về đến nhà là đến giữa trưa, cô xách cái túi thịt chó làm sẵn ở chợ mang về, lại nhịn không được muốn ói mấy lần. Bà Lan thấy Tâm khó chịu, bà lại càng vui. Cô không đi làm đi còn đợi cái gì nữa? Tâm nhíu mày, cô thật sự không biết làm thịt chó. Dạ, con không có biết làm cái này. Nhi đứng bên cũng lên tiếng. Thì làm đại đi, mẹ của bạn đến chơi, người ta muốn ăn mà nhờ chị chắc đến Tết con cô luôn quá à. Tâm lôi trong túi ra một thân con chó được thui sẵn, cái đầu con chó nhe răng nhìn thật là đáng sợ vô cùng. Tâm hốt hoảng liền buông con chó thui xuống, cô chạy đến bồn nước không ngừng ói mửa. Bà Lan bực mình hét lớn. Lẹ đi, cô làm cái gì vậy? Tiểu thư khơi cát quá, có con chó làm cũng không được nữa. Hồi tôi đi làm dâu còn làm đến con trâu kìa. Mau đi! Tâm bất đắc dĩ không làm không được. Cô cắn răng, lấy con dao chặt thịt con chó ra từng cục nhỏ, vừa làm hốc mắt vừa ửng hồng. Không phải cô khóc vì cực khổ, mà cô khóc vì tội cho con chó. Bà Lan đứng bên nháy mắt ra hiệu cho Nhi quay lại lúc Tâm chặt thịt chó, xem như là làm bằng chứng cho Khanh tin. Còn bà thì đứng bên than ngắn than dài tội nghiệp cho con chó. Con chó thấy ghê vậy mà cô cũng làm được. Hay thiệt đó. Thằng Khanh mà biết được chắc... Tâm giờ phút này không còn quan tâm đến lời của bà Lan nói. Cô vẫn còn lay quay chặt đến chặt lui, vẫn chưa xong đâu vào đâu. Đến khi làm xong, ướp gia vị, bắt lên nồi nấu, thì cũng 2 giờ chiều. Xui cái hôm nay, vì Sáu nghỉ nên cô phải làm hết. Trên phòng khách, đám bạn của bà Lan ca hát ăn uống say bé nhè, nhưng vẫn không quên cái nồi thịt chó. Cô vừa canh bếp, vừa dọn dẹp đồ ăn tung vãi khắp nhà. Thỉnh thoảng lại sai cô đi mua cái này, một lát lại sai cô đi mua cái kia. Chưa hết, có người còn ói mửa tại chỗ. Bà Lan không phiền hà gì, liền bắt cô lau dọn sạch sẽ. Làm đến hơn 4 giờ, nồi thịt chó nấu xong. Cô múc ra chén đem lên, thì cũng không có ai đụng đũa.
nhất là bà Lan, bà chỉ nhìn cô cười cười, chứ tuyệt nhiên không thấy ai lấy một miếng. Biết là bà làm khó cô nên cô cũng không muốn nói tới, lại đang chuẩn bị đi rước Kitty thì bà Lan lại bắt cô đưa bà dì về. Mẹ, con đi đón Kitty nha, tới giờ rồi. Bà Lan có chút say say, bà hậm hực. Thì cô đưa bà Loan về đi, tôi kêu con Nhi nó đi rước Kitty có sao đâu. Tâm không đồng ý. Vậy mẹ kêu cô Nhi đưa dì về giúp con đi, con đi rước bé chứ trễ rồi, với lại Kitty quen là con rước. Bà Lan nhất quyết không chịu. Tôi nói cái gì thì cô cứ nghe đó đi, một lát tôi với con Nhi đi đón cháu tôi về. Cô đưa bà Loan về đi, đừng có nói nhiều nữa. Dâu con ai là cãi mẹ chồng như cô hả? Bà Loan sát bên, say nhẹ nhẹ, ngã lên ngã xuống. Hết cách cô phải chở bà ta về. Khi đi còn dặn kỹ bà Lan là đến đón Kitty. Bà ta vẫn mắng cô nói nhiều hỗn láo với mẹ chồng. Lúc Tâm về đến nhà đã gần 6 giờ chiều, đinh ninh Kitty đã được đón. Cô liền đi vào nhà tìm con bé. Vừa bước vào phòng khách, cô hoảng hốt khi thấy bà Lan vẫn đang nằm trên ghế sofa ngủ quên mất, còn Nhi đã không thấy đâu. Trong lòng như có lửa đốt, cô liền gọi cho Nhi, chỉ nghe thấy tiếng cô ta la hét. Cô bị điên hả? Con ai người đó rước, liên quan gì tới tôi? Nghe đến đây, Tâm liền dùng dậy, cô chạy nhanh ra ngoài, dắt xe chạy ù đến trường học, mong sao Kitty vẫn còn đang ở đó đợi cô. Tâm trong lòng hoảng loạn. Khi cô chạy tới trường, thì thấy trường học tắt hết đèn bên trong, bên ngoài chỉ còn là chú bảo vệ. Thấy cô gương mặt tái mét, chú liền hỏi. Cô tìm ai? Tâm hoảng loạn nắm lấy tay chú bảo vệ già, cô lấp bắp nhìn trước nhìn sau, hỏi gấp. Có còn đứa bé nào chưa về không chú? Lại bé gái tầm này nè, đeo cặp Hello Kitty màu hồng. Chú có thấy con gái con đâu không chú? Chú bảo vệ lắc đầu. Tụi nhỏ về hồi 4:30, giờ cô đến đón thì trễ quá rồi cô ơi. Mà trong trường về hết không còn ai đâu, cô coi lại coi cứ có ai đón con bé không. Tâm gần như suy sụp, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Chú có nhớ con bé nhà con không? Con bé tên Kitty, đeo cái cặp mang giày hình con mèo Kitty luôn đó chú. Có lần con bé bị bạn đánh, con với con bé lên phòng sớm, ngồi ở trong phòng chú đợi đây nè. Chú nhớ không? Nhớ con gái của con không chú? Chú bảo vệ suy nghĩ hồi lâu, liền gật đầu, giọng của ông cũng vui lên. Nhớ rồi, tôi nhớ mẹ con cô rồi. Chú nhớ lại coi hồi chiều có thấy con bé không chú? Chú có thấy con bé đi hướng nào không? Chú có thấy không? Không cô ơi. Tâm suy sụp thật sự, cô ngồi thụp xuống. Giờ phút này cô không biết Kitty đang ở đâu. Đã chạng vạng tối mà con bé vẫn chưa được ăn cơm, chưa được tắm rửa. Ngồi phát dậy, cô lấy xe đi tìm con, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, miệng vừa gọi lớn. Kitty! Kitty ơi! Cô khóc. Nếu như con cô có chuyện gì, cô chắc sống không có nổi. Cũng tại vì cô, nếu hồi chiều cô không có chịu đi đón Kitty trước, thì đúng không có chuyện gì rồi. Tất cả là tại cô hết. Nước mắt lăn dài, cô gọi khàn cả giọng. Những người xung quanh nghe tiếng gọi của cô cũng lấy làm thê lương đau lòng. Lúc bấy giờ, cô chỉ còn nhớ đến Khanh. Nhấn máy gọi cho anh, giọng có cô hoảng loạn khàn đặc. Anh ơi, Kitty lạc mất rồi anh ơi! Ngay khi gọi cho Khanh, anh cũng hốt hoảng, nhưng ít ra anh vẫn bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh kêu cô về nhà đợi, anh đang trên đường về. Anh sẽ cố gắng về nhanh nhất và cho người tìm Kitty. Tầm giờ phút này đau lòng, lạc lõng, cô chạy đến nhà của Hương. Rồi cả cô, Hương và Vinh cùng đi tìm Kitty. Trời đã tối lắm, đôi chân của cô vẫn bước không ngừng. Miệng cô khô khốc, nước mắt đã không còn rơi được nữa. Cô cứ đi, cứ đến đâu gặp người cô cũng hỏi thăm, hỏi xem họ có thấy con gái cô đâu không. Tâm mà, nghỉ chút đi, rồi đi nữa, tao thấy mày sắp không có chịu nổi rồi đó. Tâm lắc đầu. Bây giờ phút này còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa chứ? Chưa có tìm được Kitty, tao không có tâm trạng ăn uống đâu Hương à. Bây giờ con bé còn chưa được ăn cái gì hết thì tao làm sao mà ăn uống cho được chứ? Hương cũng im lặng. Cô biết Tâm sẽ không có chịu về đâu.
Nhưng nhìn thấy bạn mình gần như kiệt sức, cô thật sự chịu không được. Quay sang Vinh cũng đang lo lắng, Hương hỏi nhỏ. Khanh nói khi nào thì về? Vinh trả lời, chắc sắp về rồi. Khanh bắt chuyến bay gần nhất, bây giờ chắc cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hương gật đầu, giờ phút này chỉ mong cho Khanh về kịp, nếu không Tâm e là sẽ suy sụp. Tiếng Tâm kêu Kitty vang trong đêm vắng, như khuấy động cả khu phố yên tĩnh. Có mấy người tò mò liền đi ra nghe ngóng xem có chuyện gì. Ai nấy khi nghe đến có trẻ mất tích cũng hoảng hốt, không phụ giúp được nhiều nhưng vẫn nghe ngóng nhìn xem. Tâm thật sự là mệt lắm. Cô từ sáng tới bây giờ chỉ ăn có một chén canh, còn đau nước cũng chưa có uống. Suốt từ chiều đến bây giờ chạy đi tìm Kitty, bản thân cô chỉ có thể dùng ý chí để mà chịu đựng. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh. Tâm nhấn máy nghe, là Khanh gọi. Tâm à, em về nhà anh ngay đi, nhà khu chung cư, tụi anh tìm được Kitty rồi. Tâm mừng như điên, cô hét lên. Thật không anh? Thì không, được, 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 em về ngay. Tâm tắt máy, cô nắm lấy tay cô Hương, giọng gấp gáp. Hương ơi, về đi, tìm được Kitty rồi, mày đưa tao về ngay đi. Hương cũng gấp. Cả ba người nhanh chóng lên xe của Vinh chạy về nhà của Khanh. Vừa đến nhà, Tâm đã thấy có rất nhiều người đang đứng. Thấy cô đi vào, ai nấy đều gật đầu. Từ xa cô đã nghe giọng của Kitty mếu máo. Mầm, sao mầm không đến trước con? Tâm nhìn thấy con, cô khóc lên như đứa trẻ. Hai tay ôm con vào lòng, khóc không ra hơi. Mầm đây, mầm xin lỗi. Con có đói không? Có bị thương ở đâu không con? Kitty gật đầu, con bé khóc thúc thích. Mầm ơi, con chó nó dí con chạy. Mầm, con sợ lắm. Tâm nhìn con khóc, cô cũng khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu. Mãi đến khi Hương sụt sùi đi đến an ủi, mẹ con Tâm mới nín. Người đàn ông mặc áo đen đứng trong góc nãy giờ mới lên tiếng. Chị Tâm, em thường được Kitty ở nhà dân. Con bé chạy lạc đến đó được mọi người cho uống nước và ăn cơm. Trên chân của con bé Kitty cũng bị trầy, em cũng đưa đến y tế để xử lý, sau đó mới đưa con bé về. Tâm đến bây giờ mới để ý đến mọi người xung quanh, có chút ngạc nhiên khi ai nấy đều mặc đồ đen, gương mặt điềm tĩnh lịch sự. Thấy cô khó hiểu, người đàn ông cười nói. Tụi em đi theo anh Khanh, chị yên tâm đi, tụi em không phải là người xấu đâu. Tâm gật đầu, cô khàn giọng. Không, tôi không nghĩ mấy anh là người xấu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đem con tôi về, tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Cũng vừa lúc Khanh ở ngoài cửa đi vô, gương mặt anh hốc hác lại nhìn rất tiều tụy. Thấy Tâm và Kitty, anh đi nhanh đến ôm hai mẹ con vào lòng, anh lo lắng. Sao vậy em? Sao con lại đi lạc? À, thôi, không có sao rồi, không có sao hết đó, anh về đây rồi nè, không có sợ nữa. Nhìn thấy Khanh, Tâm bất giác khóc càng lớn, ôm lấy anh. Mùi hương nam tính trên người anh phả ra khiến cho cô như yên tâm thêm phần nào. Khanh vuốt ve Kitty rồi quay sang dỗ dành Tâm. Anh đây mà, không phải sợ nữa đâu, anh ở đây. Xung quanh thấy cô khóc nức nở cũng không muốn làm phiền, ai nấy đều gật đầu rời đi. Khanh cũng gật đầu trong ánh mắt toàn là ý cảm ơn sâu đậm. Sáng hôm sau, Khanh đưa cô về nhà, còn Kitty thì đưa đến trường học. Vừa đến, đã thấy bà Lan đứng nhìn ở trước cửa, thấy cô bà có chút giận dữ, liền hùng hổ trách mắng. Tâm, cô ỷ của thằng Khanh ở đây thì tôi bỏ qua cho cô sao? Hôm qua bạn bè tôi tới chơi, cô dám đem con chó của thằng Khanh đi làm thịt đãi mọi người, lại còn không về dọn dẹp để sáng tôi dậy xém chút trượt chân té rồi đó. Cô làm dâu làm con cái kiểu gì vậy hả? Khanh câu có, gương mặt của anh không có chút dịu dàng. Mẹ nói con chó gì? Là con mía? Bà Lan gật đầu, Nhi cũng thức thời, liền đem cái đoạn video Nhi quay được ra cho Khanh xem. Trong video, Tâm khó chịu khi chặt thịt chó đã làm sẵn, gương mặt cô nếu nhìn kỹ, liền thấy xanh mét chứ không có tốt lành gì. Nhi cũng sụt sịt. Anh Khanh, con mía chắc chị Tâm không biết, cho nên đem làm thịt đãi khách, nói cũng tội cho chị, tự dưng có cô kia thèm thịt chó, nên em có can mà chị không có nghe. Tâm cười mỉa mai, cái chuyện nhảm nhí như vậy mà hai người họ cũng đi bịa ra cho bằng được. Thật sự cô không hiểu nổi hai người này nữa.
Thấy Khanh nhìn cô, trong mắt có chút giận dữ. Bà Lan với Nhi chắc mẩm là lần này Khanh giận thật sự. Con thấy chưa Khanh? Trước cái của nợ này về làm cái gì hả? Mẹ thương mày nên mẹ mới... Bà Lan chưa nói hết câu, đã bị Khanh ngăn lại. Anh nắm tay kéo Tâm vào trong. Bà Lan với Nhi cũng vội đi vào. Mẹ ngồi xuống đó đi, con hỏi cái này một chút. Bà Lan có phần khó hiểu. Khanh, có chuyện gì hả con? Khanh hết nhìn bà Lan lại nhìn đến Nhi đang ngồi kế bên. Anh hít một hơi mới nói tiếp. Hôm qua, tại sao mẹ không đi rước Kích Ti? Bà Lan hốt hoảng, gương mặt bà biến sắc, lại nhìn sang Nhi. Mẹ có kêu con Nhi đi trước cháu, mà tại hôm qua mẹ say quá. Nhi nghe đến đây, mí mắt giật giật. Thực sự hôm qua bà Lan có nhờ cô rước con bé, nhưng vì một phần trễ giờ hẹn với bạn, phần vì ghét Tâm nên cô không đi trước. Bây giờ lại thấy Khanh truy cứu đến, hoảng sợ cô đổ hết lỗi lên người của bà Lan. Ủa, mẹ, hôm qua mẹ có nhờ con đâu, lúc con ra mẹ đang ngủ rồi mà. Bà Lan có chút giận. Bà say thì say, nhưng vẫn nhớ rõ hôm qua Nhi mặc áo màu gì. Lúc cô đi ra bà còn nhắc đi nhắc lại là đến trường trước Kitty. Nhi, mẹ hôm qua kêu con đi đàng hoàng mà sao con lại nói không có. Nhi phóng lao thì phải theo lao, cô cũng cố đem phần lợi về mình. Con hồi đó tới bây giờ luôn nghe lời mẹ mà, có khi nào con cãi mẹ đâu. Anh Khanh, thật sự mẹ hôm qua không có nhờ em. Khanh cau mày, anh nhìn hai người đến cả anh cũng không có phân biệt được ai thật ai giả. Trong lòng lại càng bực tức. Thôi đi, hai người lớn rồi mà. Mẹ à, Tâm có điểm gì xấu đến nỗi như vậy hả mẹ? Hôm qua mà tụi con không tìm được Kitty thì bây giờ mọi chuyện đi xa lắm rồi đó. Bà Lan cuống quýt thật sự, bà hốt hoảng. Khanh, con nói cái gì? Mẹ, cháu mẹ bị làm sao? Còn làm sao nữa hả mẹ? Con bé chờ không thấy ai đón nên đi lạc. Gần khuya mới tìm được, may mà có người dân thấy thương cho ở nhờ. Con thật sự không hiểu nổi mẹ luôn đó. Mẹ chàng ép Tâm thì thôi đi, sao mẹ lại làm như vậy với cháu của mẹ chứ? Tâm quan sát nãy giờ, cô biết chắc là bà Lan không cố ý. Mặc dù bà ghét cô, nhưng lại thương Kitty lắm. Không có việc gì bà phải làm như vậy cả. Còn về phần của Nhi, cô ta thật sự đáng ngờ. Kéo tay Khanh, Tâm nhỏ nhẹ nói. Anh, mẹ chắc quên thôi. Thấy anh im lặng, cô mới nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ không thích con biết con không có trách mẹ. Con mía con cũng không có đem làm thịt, con để nhờ nó nhà bạn con không hiểu sao mẹ phải làm vậy. Nhưng chiều ý mẹ, con thật sự không có cãi câu nào. Chuyện của Kitty con thật lòng không có trách mẹ. Cái đó con nói thật lòng nên mẹ không phải buồn đâu. Còn ai cố tình gây sự trước sau gì cũng phải không có yên ổn. Dù sao con bé cũng không có sao, vẫn lành lặn khỏe mạnh đi học nên không có việc gì. Bây giờ sắp trưa rồi, con đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa. Mẹ có muốn ăn cái gì để con mua luôn. Bà Lan nghe rõ từng câu từng chữ của Tâm nói. Bà lại nhìn thấy rõ cái biểu cảm của cô. Thật lòng bao nhiêu phần trong lòng bà hiểu rất rõ. Một thân một mình nuôi con từng ấy năm, nói không nhận ra ai thật lòng, ai không thật lòng thì không khác nào nói bà ngu ngốc. Lại nhìn về phía con trai, thấy con trai bà cũng đã nguôi đi phần nào. Bàn tay Khanh vẫn nắm chặt lấy tay của Tâm. Lòng của bà có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là quá khó chịu, chỉ là thật sự không có vui. Ăn cái gì cũng được. Thấy bà chịu trả lời, Tâm xem như cũng nhẹ đi phần nào. Cô cũng muốn lợi dụng cái chuyện này mà tranh thủ lấy tình cảm của bà. Đã chấp nhận sống cùng Khanh, cô đã không còn ý nghĩ mặc kệ bà. Dù sao bà cũng lớn tuổi, cô nên dĩ hòa vi quý, lấy tấm lòng mà đối đãi. Cô tin rằng trước sau gì bà cũng chịu mở lòng với cô. Tâm cũng không mong bà thương cô như Khanh, nhưng chí ít bà đừng có nhét ai đó vào giữa cô và Khanh, là cô đã thấy biết ơn bà nhiều lắm rồi. Khanh thấy bà Lan buồn buồn, trong chuyện này thì anh không có tin ai, kể là bà Lan hay là Nhi, thà không nghĩ đến thì thôi. Nhưng khi biết hai người này cố ý đem con mía ra để chèn ép Tâm cũng đủ khiến cho anh phát điên lên được. May là Tâm nói cho anh biết trước, nếu không thì không biết sẽ thế nào. Nghĩ càng bực, anh kéo Tâm ra ngoài, mặc cho bà Lan với Nhi muốn làm cái gì thì làm. Mẹ anh thì anh thương, nhưng vợ anh càng thương nhiều hơn nữa. Nếu mẹ anh cứ chèn ép Tâm mãi,
thì dù bà ngoại anh có sống dậy, anh cũng không nể mặt mà đưa Tâm đi. Thấy Khanh với Tâm đi rồi, Nhi mới thở phào một tiếng. Lại thấy bà Lan gương mặt không vui, cô liền ngồi xuống ôm vai bà an ủi. Thôi, mẹ đừng có buồn. Bé Kitty cũng không có sao mà. Nhưng mà mẹ thấy con Tâm không? Nó dinh mặt ghét không có chịu được à. Mẹ yên tâm đi. Lần sau con sẽ không có để nó ăn hiếp lên mặt với mẹ nữa đâu. Bà Lan không nói gì. Nhi nghĩ chắc bà khó chịu nên cũng không có nói. Liền hôn bà mấy cái rồi đi lên phòng. Cô có hẹn chat với bạn trai mới quen. Bà Lan nhìn theo Nhi, ánh mắt của bà thâm trầm buồn bã. Bà say chứ không phải bà bị đản trí. Những gì hôm qua bà vẫn còn nhớ. Nhi nói thật sự không tốt, lại không có thương bà như bà nghĩ. Thoáng thở dài, lại nghĩ tới Tâm, gương mặt của bà lại chùng xuống. Sau cái chuyện của Kitty, bà Lan xem chừng không chèn ép được Tâm nữa. Thái độ bà vẫn lạnh nhạt nhưng không khắt khe như trước. Riêng bà với Nhi cũng cứ thân thân thiết thiết như cũ. Nhưng thật sự chỉ có bà Lan biết, trong lòng bà ngày càng khoảng cách với Nhi. Hôm nay Tâm và Khanh đi họp lớp hồi cấp 3. Khanh đi được mấy lần, còn Tâm thì đây là lần đầu tiên. Ngồi trên xe cô cứ xôi xôi người khó chịu, vì đôi giày cao gót Hương đưa cô mang không có quen, nên cứ thấy ngứa ngáy không có thoải mái. Khanh nhìn sang cô, anh hỏi, em sao vậy, thấy khó chịu ở chỗ nào hả? Tâm gật đầu, cô cứ xoa xoa chân. Đôi giày này em mang không có quen nên đau quá à. Đau sao em mặc nó làm cái gì chứ? Nghe lời của con Hương, đau nhiều không? Tâm lắc đầu. Không có đau lắm, vì em muốn cao một chút, cứ mang giày thấp lẹp xẹp lại thấp hơn anh đến hơn một cái đầu đó. Khanh bật cười, anh xoa đầu cô. Vợ chồng già có mụn con 5 tuổi rồi mà em vẫn có để ý tới cái việc đó hả? Tâm đỏ mặt, cô quýt vào vai của anh. Ai là vợ chồng già với anh chứ? Anh già nhưng em không có già đâu à. Nghe cô nói, Khanh bật cười ha hả, gật gật đầu. Ừ thì anh già, nhưng mà anh khỏe. Tâm lại càng đỏ bừng mặt, cô vội chữa cháy. Anh, sao anh nói không ý tứ gì vậy? Chỗ nào không ý tứ chứ? Anh nói anh khỏe chứ có nói gì đâu. Hay là em đang nghĩ vấn đề kia? Biết anh đang chọc mình, cô chu môi. Khanh cau mày, gương mặt có chút nham nhở. Anh tốc xe lại ngay bên đường, chốt cửa xe, ôm chồm sát qua người cô, giọng điệu ám muội. Em nói sao, anh không có khỏe hả? Tâm cuống quýt, cô định bỏ chạy, nhưng không thành, chỉ có thể lấp bắp mà nói. Không, khỏe, anh khỏe mà. Trời đất ơi, nếu mà cô nói không khỏe thử coi, tối nay kiểu gì cô cũng bị anh dần cho ra bã. Cô chồm lên hôn mặt anh. Ông xã ơi, anh là số một, là số một đó. Nắm lấy tay anh, Tâm mỉm cười đi vào trong. Xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn theo. Tại vì cô không biết chứ nhan sắc của cô cũng rất nổi trội. Không nhìn đến cái khác, chỉ nói đến đôi chân có chút dài kia cũng đủ khiến người ta ao ước. Vào cửa hàng bán giày cho nữ, Khanh chọn cho cô một đôi giày sandal cao 4 phân, gót vuông dễ đi. Vì cô không quen đi giày cao gót bít chân nên đầu ngón chân đều đỏ ửng. Khanh kéo cô ngồi xuống tháo đôi giày kia ra. Vừa nhìn thấy chân của cô teo tóp ửng đỏ, mặt anh lại cau có. Đem cái đôi này quăng đi, chân của em đỏ hết rồi kìa, có đau lắm không? Vừa nói anh vừa so so chân cho cô, lại chán ghét đá cái đôi giày gót cao của Hương qua một bên. Tâm vừa tiếc vừa thấy ngại ngùng, cô co co chân về nhỏ giọng nói. Anh đừng có so, để em tự làm được rồi, người khác nhìn vô sẽ cười anh đó. Một nữ nhân viên đem đến cho anh đôi giày size 36 đúng kiểu anh chọn. Lại thấy anh đang ân cần so chân cho bạn gái, tướng mạo anh đẹp trai, còn cô gái ngồi đây lại xinh gái. Không khỏi cảm thấy như trong ngôn tình, liền lén lấy điện thoại quay một lúc. Về sau, cái đoạn video đó được phát tán trên mạng, cư dân mạng trầm trồ khen nức nở, chỉ có nam nữ chính là hoàn toàn không biết gì. Mua cho Tâm giày xong, Khanh và cô tiếp tục đến chỗ họp lớp. Vừa đến trước cửa nhà hàng, Hương đã réo gọi liên tục. Mày tới chưa? Rồi, đang vô đây nè. Khanh đậu xe xong, tiến đến nắm tay Tâm, anh nói. Đi, nắm tay anh.
Cô mỉm cười, cứ vậy đi theo anh. Quãng đường phía trước chỉ cần anh chịu nắm lấy tay cô không ngại sẽ đi cùng anh, mặc cho cái quãng đường đó trông gai xấu xí đến giường nào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Mẹ đơn thân, tác giả Du Phong Vân. Nam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.